TripAdvisor, một trong những nền tảng du lịch lớn nhất của thế giới, vừa công bố top 15 thành phố có nền ẩm thực hấp dẫn nhất trên thế giới, trong đó có Hà Nội góp mặt nhờ bản sắc văn hóa ẩm thực tinh tế, lôi cuốn và hấp dẫn. TripAdvisor nhận định, khác với hương vị đậm đà và cay nồng của ẩm thực miền Nam, ẩm thực Hà Nội tinh tế hơn, đề cao hương vị tự nhiên của nguyên liệu địa phương bằng cách sử dụng nước dùng nhạt, rau thơm tươi và các loại gia vị đơn giản. TripAdvisor đề xuất du khách đến với Hà Nội để thưởng thức những món ăn mang tính biểu tượng của thủ đô, dù là những quán ăn bình dân hay cho đến những nhà hàng cao cấp được Michelin vinh danh như phở, bánh cuốn, chả cá, bún thang, bún ốc, cà phê trứng, cà phê muối, cà phê sữa đá.